Bạn Hằng ơi, tô xong chưa? Để tô xong rồi. Tớ cũng xong rồi này. Xem nào. Ui, nhìn đẹp nhở? Đấy, bạn cho vào đây. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ dùng keo nến để gắn những viên đá này lại với nhau để tạo hình thành một cây xương rồng. Ok. Wow, chậu nào cũng đẹp. Ui, của ai cũng đẹp này. Có thêm bông hoa này nổi thật đấy. Nhìn y như xương rồng thật đấy. BBTV. Bạn nào có đài bấm chặt lên. Trời ơi, chóng mặt nhở. Chơi trò này cũng chóng mặt ghê á. Nhưng mà này, tớ bảo này, chơi trò này mãi tớ cũng chán rồi. Chả có trò gì khác để chơi chán cả. Chán rồi á. Nhưng mà quanh đây làm gì có trò gì chơi nữa đâu. Còn mỗi cái chỗ này để chơi thôi. Hay là bạn Lan nghĩ trò gì để chúng mình chơi đi. Để xem nào. Xung quanh toàn cát sỏi cây cối này, chơi trò gì được nhỉ? Tớ cũng không biết. Nhưng mà chơi trò này mãi buồn quá à. Hay là mình tận dụng những hòn đá này để làm một cái gì đấy đi. Thật là hay, thật là đẹp. Một cái gì đấy á? Ừ. Nhưng mà làm cái gì được? Tớ nghĩ ra rồi, tớ thấy họ làm những cây xương rồng bằng đá ấy, đẹp cực kỳ luôn ấy. Hay là chúng mình cũng làm thử xem đi. Cây xương rồng bằng đá? Nhưng mà hai chúng mình có làm được không? Tớ nghĩ là làm được đấy. Thế á? Ừ. Thế thì chúng mình làm thử đi. Ừ, thế bây giờ chúng mình đi nhặt đá. Ok. Cẩn thận nhé. Ok. Để xem nào. Tớ thấy hòn này. Đó. Hòn này đẹp nè. Wow, đẹp thế. Đây nữa. Mình sẽ chọn những hòn đá to to một chút để làm thân cây xương rồng. Ui, bên này nhiều này. Viên này. Bạn Lan ơi. Ơi. Tớ nhặt được nhiều chưa này? Tớ cũng nhặt được nhiều này. Đủ chưa nhở? Tớ nghĩ là đủ rồi đấy. Ok, thế mình về nhà xong rồi làm đi. Ok, đi nào. Đồ của chúng mình đã chuẩn bị xong rồi đấy. Đầu tiên mình sẽ làm gì nhỉ bạn Hằng nhỉ? Đầu tiên thì chúng ta sẽ sơn những viên đá này màu trắng. Màu trắng á? Nhưng mà xương rồng màu xanh cơ mà. Sao lại sơn màu trắng? Xương rồng màu xanh đúng không? Ừ. Nhưng mà chúng ta sẽ sơn những viên đá này màu trắng thì lát nữa chúng ta sẽ tô màu xanh lên đây thì màu lên mới đẹp. Đúng rồi. Thì mình sẽ tô màu trắng trước. Ok. Đây. Đổ màu ra đây nhá. Đổ màu ra. Chúng mình sẽ tô hai mặt nha bạn Lan. Ok bạn, sau đó mình sẽ để khô đúng không? Ừ. Để khô rồi này bạn Hằng này. Màu trắng của chúng mình đã khô rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tô màu xanh lên nhá. Ok, tô màu xanh cho thân cây xương rồng. Thế thì bạn tô màu xanh đi. Còn tớ sẽ tô những viên đá nhỏ này để làm những bông hoa. Được đấy. Để thế tớ sẽ tô màu xanh. Bông hoa của chúng mình tớ sẽ tô màu hồng. Wow, bạn Hằng ơi, xem màu xanh này có đẹp không này? Nên đẹp nhở? Công nhận tô màu trắng làm nền nổi thật đấy. Hai viên màu vàng này thì tớ sẽ dùng để làm nhụy của hoa. Sau khi mặt một khô thì chúng ta sẽ tô mặt hai. Đúng rồi. Ôi, đá của chúng mình khô hết rồi đây nè. Từ từ xem nào. Khô hết rồi này. Bây giờ mình sẽ trang trí những chiếc gai đúng không? Đúng rồi. Xương rồng thì phải có gai đúng không? Đúng. Đây, chúng ta sẽ sử dụng màu trắng để vẽ gai. Trang trí lên như thế này nhìn đẹp bạn An nhở? Nhìn rất là giống cây xương rồng thật luôn ý. Tí nữa mình cho vào chậu thì con ma còn giống hơn nữa. Bạn Hằng ơi, tô xong chưa? Tớ tô xong rồi. Tớ cũng xong rồi này. Xem nào. Ui, nhìn đẹp nhở? Đấy, bạn cho vào đây. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ dùng keo nến để gắn những viên đá này lại với nhau để tạo hình thành một cây xương rồng. Ok, còn bạn sẽ gắn hoa nhá. Tớ sẽ gắn hoa. Đấy. Bạn cầm keo nến cẩn thận nhé. Bạn cũng vậy nhé. Ok.
Bạn Thắng ơi, nhìn này. Wow, đẹp nhở. Giống y hệt cây xương rồng luôn này. Đây, hai bông hoa của tớ cũng xong rồi này. Ừ, đẹp quá à. Bây giờ chúng mình gắn nốt chỗ này đi. Bây giờ tớ sẽ gắn hoa lên đây. Tớ sẽ gắn bông này. Đấy. Đẹp nhờ. Ừ. À bây giờ tớ sẽ cắt cái này nhé. Ừ. Xong rồi bạn cho hai cái chậu vào đây để chúng mình sẽ trồng vào chậu. Ok. Thì bạn lấy chậu to hay chậu nhỏ? Tớ sẽ lấy chậu bé thôi. Lấy chậu to. Cây này tớ sẽ đặt ở đây nhé. Rồi để xem có đẹp không nào. Ừ. Bông hoa này tớ sẽ để đằng trước cho nổi. Wow, có bông hoa vào nổi hơn hẳn đấy. Tất nhiên rồi. Còn của tớ thì tớ sẽ trồng cái cây có hoa này ở một bên này. Wow, đẹp quá à. Rồi. Cây này to hơn, cho ở đây đi. Đấy. Cho một cây khác màu ở trước này đi. Rồi. Bây giờ tớ sẽ trang trí thêm một ít đá màu trắng này. Của tớ cũng thế. Bạn Thắng ơi, xong chưa? Từng này đá là được rồi nhở? Ừ, tớ nghĩ là đủ rồi đấy. Đây, bạn cắt cái này đi. Tớ xem nào. Wow, chậu nào cũng đẹp. Ôi, của ai cũng đẹp này. Ừ. Có thêm bông hoa này nổi thật đấy. Nhìn y như xương rồng thật đấy. Ừ. Từ những viên đá tưởng chừng như là rất là bình thường, nhưng mà hai chúng mình đã làm nên những tác phẩm nghệ thuật. Đấy. Wow. Lúc nãy bạn còn bảo là không biết làm nên có đẹp hay không, nhưng mà tớ thấy á, đẹp thật đấy. Đẹp thật. Đúng là việc gì cũng phải làm xong mới biết. Ừ. Mà bạn có biết khi mình làm xương rồng bằng đá này có ưu điểm và nhược điểm gì không? Ưu điểm thì tớ thấy là vừa đẹp này, còn tận dụng được những viên đá. Ừ. Còn nhược điểm thì tớ không biết. Ưu điểm từ đấy là đẹp này, xong mình còn để được rất là lâu đúng không? Ừ, đúng rồi. Mà không bị héo. Còn nhược điểm nó chính là không bao giờ lớn. Không bao giờ lớn. Đúng rồi. À, bởi vì đây là xương rồng bằng đá mà. Tất nhiên rồi. Đúng rồi đấy, đẹp quá. Này, tớ bảo hai chậu xương rồng này mà trang trí trong nhà thì chắc là đẹp lắm. Ừ, mỗi nhà một cây này đẹp quá à. Ok, tớ sẽ để ở phòng khách. Tớ sẽ để ở cửa sổ. Ừ. Thế chúng mình mang đi đi. Ok, tí nữa ra đây dọn lại dọn sau nhá. Ừ. Các bạn hãy đăng ký, like, share kênh của BB nhé. Hẹn gặp lại các bạn.